cánh quyên ương. Giữa tiếng nhạn kêu sương nghĩ lại vẫn mình càng thêm thương. Ơi hỡi con ơi, suốt 18 năm qua mẹ đây cảm khổ biết mấy chừng, chờ đợi một ngày cậu ba nó mới lên vậy kìa. Cô Tư khỏe không cô Tư? Trời ơi, mình khỏe hết phải không? Trời ơi, mới lên á cậu ba. Ôi trời, ơi. Trời ơi, từ từ lên mà đi. Mà đi cũng cái dép nữa. Thôi coi đó, không lên thăm tôi thì thôi, lên thăm tôi cái cả làng cả xóm người ta đều trời biết ơi, hết à. Chị ơi, cái dân ruộng mà cũng rảo rung rảng quen rồi chị ơi. Đây lên thăm tôi mà xách cái gì đùm đùm đầy đầy vậy nè. Trời ơi, vợ em đem cho chị mấy ký gạo với lại bịch khô. À ơi, lên thăm trời tôi ơi. Được rồi, còn bày đặt chi vậy không biết nữa à. Sao không dắt mợ với lại mấy đứa cháu lên thăm tôi hả cậu? Trời ơi, chị biết sao. Chà, nè, định giống ông già phải không? Trời đất ơi, nói tới ông già cái muốn nổi da gà vậy đó. Em nói thiệt với chị hả? Bây giờ em thương vợ em lắm. Chị biết không, nhiều khi vợ em nói đúng em cũng nghe theo nữa. Chứ không phải giống như ba đâu. Mỗi lần mà không biết má nói đúng hay sai gì không biết, ba nạt đùa nạt giải đuổi má ra sau bếp mà. Chị yên tâm đi, đối với em, vợ em được lên nhà trên rồi chị hai à. À, chị chịu vậy đó. Ủa? Em Ê sao, mợ với lại mấy đứa nhỏ khỏe không cậu? Trời ơi, vợ em cũng khỏe chị ơi. Còn sắp nhỏ hả? Nó mạnh như trâu vậy đó. Chị thức chị làm cái gì đâu mà đèn lụng tim hết trơn mà chị không chăm dầu gì chị hai? Thì hồi hôm này nè, ráng thức thiêu cho rồi cái áo gói cho thằng Tâm. Thiêu áo gói cho thằng Tâm? Ủa? Ừ. Thằng Tâm nó sắp cưới vợ. Thằng Tâm nó sắp cưới vợ. Lẹ dữ ha. Cậu thiệt à, cháu ruột của mình tuổi tác bao nhiêu, để tương lai ra làm sao, học hành thế nào cậu cũng đều mù tịch hả? Thản nhiên như là người dân nước lã vậy. Sẵn chị trách em nói luôn. Trời ơi, cái cách chị thương con như vậy bên lề cuộc sống, năm này kéo dài qua tháng nọ, thiệt em chịu không nổi đâu chị hai à. Cậu ba, vì đối với con chị hoàn toàn có lỗi. Chị không có lỗi gì hết trơn. Cái đó là lỗi xã hội, lỗi của gia đình bắt chị phải xa nó. Lương tâm chị còn cắn rứt lắm em à. Cắn rứt cái gì? Chị hai à, hồi đó nó còn vị thành niên, nó chưa hiểu gì hết thì chị giấu đã đành. Bây giờ nó lớn khôn rồi chị phải nói cho nó biết chứ. Ai đời con cái, mẹ đã mang nặng đẻ đau ra, mà mặt mũi chị ra làm sao nó cũng không biết, mà dòng họ bên ngoài mấy người nó cũng không biết. Ý nhưng mà thôi, nó mất gốc rồi. Em nói thẳng chị đừng buồn. Cái thái độ của chị như vậy là chị còn chờ đợi đó. Chị chờ đợi anh Minh phải không? Đây nè, rõ ràng. Trời ơi nè, quyên ương có bạn có đôi nè, trầm bổng vui tươi khúc nhạc tình muôn thở. Quyên ương đẹp mãi trong lòng người, là thủy chung gắn bó. Đó, thấy không? Bài thơ đã 20 năm mà chưa xóa nhòa trong trí nhớ của chị hả chị hai? Chị hai à, chị thì vẫn thủy chung. Trong lúc anh Minh có vợ đã lâu rồi, chị coi chiếc chăn một đời.
chị không bước thêm bước nữa, cho tuổi già có bạn, có nắng có mưa, cho qua cuối mùa vẫn đẹp vẫn tươi. Ý nghĩa quê hương có phải đâu chỉ nỗi lòng chờ đợi, tình xưa chấp nối gương dở lại lành. Đó là vì tương lai hạnh phúc của con mình. Cứ nói cái là chị nói vì tương lai hạnh phúc của con mình. Hễ anh Minh động tới anh Minh á là chị chớ quan tâm. Mà chị đừng quên anh Minh là ba ruột của thằng Tâm. Nếu chị thương con, sao chị không chịu lấy chồng? Lấy chồng? Ờ. Mười mấy năm rồi chị không chịu lấy chồng, bây giờ cũng không chịu lấy chồng, muốn ở giá hả? Mười mấy năm trước chị đã không lấy chồng. Ai cấm chị? Không ai cấm hết á. Nhưng mà tại sao chị không chịu lấy chồng? Tại chị không có muốn. Trời ơi, bây giờ chị già hết rồi. Em nói thiệt chị hai, em thấy chị vẫn còn đẹp, còn ngon. Trời đất ơi, em sẽ tổ chức đám cưới cho chị linh đình. Chị biết không, mười mấy năm nay chị không về dưới làng mình á, chị đâu có biết đâu, mấy ảnh nhắc chị hoài luôn. Ai nhắc chị? Thì mấy anh bạn ở xã, mấy anh tổng bạn học của chị đó. Em nói thiệt, hồi ba hấp hối nha, ba cũng muốn chị bước thêm bước nữa để an ủi phần còn lại của chị. Chị tính đi chứ, trời đất ơi, để già khù cú đế rồi hả, mai mốt là cứng cại lỡ giá luôn. Cậu ba, vì thương con, ngoài tình máu mủ thiêng liêng ra, chị còn muốn cho con của chị hiểu thêm ý nghĩa của cuộc sống. Đời chị, nghị lực của một người mẹ đã chịu đựng khổ đau, thì tới đời con của chị, nghị lực đó nó sẽ chống lại sự bất công đó cậu ba. Mà thôi, hôm nay lên thăm tôi có gì không ha? Nói gì à, có gì đó nói cho tôi nghe đi. Bữa nay em lên thăm chị á là em muốn bàn với chị là vợ chồng em rước chị về dưới ở với vợ chồng em luôn. Đó, rồi sẵn đó em cưới chồng cho chị. Trời đất ơi, cái cậu này hôm nay có một thứ đó nói hoài à. Vậy chứ bữa nay mục đích lên đây có nhiều đó, không nói sao được. Chị hai, em cho chị hai nghe, em nhận chầu cao của người ta rồi đó. Không gặp thì thôi, gặp cái là giỡn hả? Giỡn sao? Giỡn cái gì? Nói cái gì chị cũng không chịu nghe hết trơn á. Trời đất ơi, chị mà không chịu hả, em sẽ đi gặp anh Minh đó. Tại sao anh làm khổ chị hoài vậy? Gặp anh Minh chi? Mười mấy năm nay chị với anh Minh mỗi người một con đường khác nhau. Nếu vậy thì em đi gặp thằng Tâm. Em nói thiệt chứ chị hai, thằng Tâm em ví như là nó một hạt giống tốt vậy đó, mà chị đem gieo trên mảnh đất xấu nè, không dung phân tưới nước nhổ cỏ, thì chị thấy đi, hậu quả nó sao là chị biết rồi đó. Chị biết. Chị cũng tính. Tính sao? Chờ đám cưới thằng Tâm xong cái chị nhờ chú Tư dắt chị đi. Thôi đi chị ơi, mệt quá, không có tính toán tính gì hết trơn. Bây giờ chị vô chuẩn bị lấy đồ, rồi đi về với em liền chuẩn bị lấy đồ. Nè, cậu coi ai kìa. Thôi ai kệ, mặc kệ người ta, ăn nhậu gì tới chị em mình. Thì cậu coi coi ai kìa, đó, cậu nhìn coi. Đó, thấy không? Cha đứng vịn gốc cây đó hả? Gốc cây có dáng gì đâu. Ủa đoàn hát về hay gì cha đứng cha coi à? Anh Minh đó. Hả? Anh Minh? Trời đất ơi, nhớ hồi đó ảnh trẻ lắm mà ta. Sao bây giờ ông già mà ông còi cọc, ông tiều tị dữ gì nè trời. Chị hai ra làm sao? Mười mấy năm nay em chỉ chờ một ngày này thôi chị hai à. Rồi chị ra ngoài sao đi. Cậu định làm gì? Em gặp anh Minh là lửa giận em lên phần phần à chị hai. Rồi giờ cậu làm sao? Bây giờ chị đừng cản em. Em gặp anh Minh là em sẽ thợp cổ ảnh. Em hỏi ảnh một câu. Rồi cậu hỏi rồi ảnh không trả lời rồi cậu làm sao? Thì em hỏi thêm câu nữa. Rồi ảnh không trả lời luôn rồi cậu làm sao? Rồi là quánh lộn thôi chứ không có làm sao hết trơn á. Rồi làm cái gì mà săn quần săn áo lên. Nè cậu ba à, già cả rồi.
Già bộ không biết đánh lộn hả chị hai? Trời đất ơi, bây giờ á cậu ra làm sao bếp cho tôi tiếp ảnh một chút được không? Tự nhiên mặc gì kêu người ta ra sao bếp? Thôi em biết rồi. Biết gì? Chị cũng còn thương anh Minh lắm nè. Chị là chị của em nói thiệt em thương chị lắm. Nhưng mà chỉ sợ em ở đây rồi em thương chị rồi em tự lộn với anh Minh phải không? Rồi anh bỏ về cái uổng. Phải không? Cậu... Nhà có cửa sau không? Có, chi vậy? Em ra cửa sau em đi về. Không phải sợ ổng đâu, nhưng mà em tránh mặt cha Minh bạc tình bạc nghĩa đó. Em đi à. Cái cậu này thiệt á. Dạ chào thầy. Dạ mời thầy vào. Dạ mời thầy ngồi. Dạ mời thầy dùng nước. Cảm ơn em. Đã từ lâu rồi tôi gian em. Đừng gọi tôi là tiếng thầy, nghe nó khó chịu cho tôi lắm. Vậy chứ thầy muốn tôi gọi thầy bằng gì? Bằng gì cũng được, quyền của em mà. Dùng tiếng thầy xưng hô thầy thấy khó chịu, còn dùng tiếng nào nhẹ nhàng êm ái khác thì bụng dạ thầy đã hiểu, sao thầy chẳng nói ra? Nguyệt ơi, anh đang cúi đầu chờ ân huệ, em đóng lòng tha thứ cho kẻ đã gây cho em nhiều khổ đau lận đận. Suốt cuộc đời duyên nào dở dàng, lương tâm thầy cắn rứt chăng? Tôi mong được chuộc lại lỗi lầm xưa. Để chiều ý của thầy, tôi sẽ gọi thầy bằng mình hoặc ba thằng tâm, hay chỉ bằng anh thôi. Mình ba của thằng tâm, nếu được gọi tiếng mình nghĩa là em đã sẵn lòng tha thứ. Nguyệt ơi, kể từ nay chúng ta sẽ âu yếm gọi tên nhau cho đến hơi thở sau cùng. Không được hoàng gia, nhưng nghĩa vợ chồng sau trước có nhau. Người ta đã nghi ngờ và đặt thành dấu hỏi, nhưng mà làm sao họ hiểu được anh với em đã xảy ra. Là chúng ta muốn nói lại mối tình xưa gian dở. Buộc vào cái quá khứ thì hiện tại chỉ có một mình tôi đau khổ, còn nếu như tôi chiều ý của thầy thì sẽ có một người phụ nữ khác là vợ của thầy sẽ khổ đau. Thôi thì anh cứ để cho tôi cầm bề gối viết tình yêu thơ ban đầu như tình của chúng ta đành chia.
niềm ái ân tròn vẹn. Thằng tâm con của chúng ta nó đã tốt nghiệp ra trường, sắp tới đây anh chọn ngày lành tháng để vợ chồng mình quan hệ nâng ly. Chúc mừng con trong cây bụi thành tâm ơi, thương con mẹ chỉ gửi quà cho con trong ngày hôm lễ, chỉ lấy danh nghĩa gì mà mẹ dám nghĩ tới chuyện nâng ly. Em gửi quà gì cho con vậy Nguyệt? Đây nè, mặt lối thiêu còn gian dở. Hả? Chim quyên ương trong ánh chớp nền trời đây đó, chim quyên ương và cuộc sống tuyệt vời. Dịu dàng theo đường chim mũi chỉ, nhịp nhàng theo phương trời xa thẳm, duyên lứa đôi sắc son vàng thắm. Vậy mà bao nhiêu năm trời em vẫn dưng người xa lạ, trong khi anh ấp ủ nâng niu một tổ quyên ương êm đềm hạnh phúc. Còn em thì lạnh lùng từ chối, khiến anh đây nát ruột xé lòng. Em cho anh một ân huệ đi Nguyệt. Chúng ta hãy dành những gì tốt đẹp nhất cho con. Vậy còn chúng ta? Chúng ta hãy sống như đôi quyên ương trong hoàn cảnh khắc nghiệt của thiên nhiên. Một con không may bồng bềnh trong sông dữ, con còn lại một mình đương sức gió, vẫn tháng ngày gào to trong sông dữ. Nguyệt à, đã từ lâu rồi em giấc mộng xuân từ lâu cấm trong trại, tình gói chân sao vẫn lạnh lùng. Nghĩa mẹ con xin được có lúc tương phùng, duyên căn lệ không thể nào tay ngon. Gương xưa đã dỡ làm đôi, mỗi người một nửa. Chúng ta soi từng bước chân con đang chập chững trên đời. Tâm nó sẽ thế nào trước chờ đời bán lời mua danh. Buổi giao thời mới cũ đổi thay, chúng ta là nạn nhân của gia đình tập quán. Thì nay chúng ta phải giúp cho con thoát khỏi dòng ngân thua bội bạc cũ phàng. Anh đã lo cho con từ nhỏ cho đến lớn, nó không thiếu thứ gì hết em mà. Em biết không, con của chúng ta nó có hiếu lắm đó em. Anh Minh, theo tôi như vậy cũng chưa đủ, mà hướng con là phải sống vì con, đừng để nó rơi theo vết cũ lối mòn của chúng ta ngày trước. Nhạc trong lâm trống reo cặn bã thao tù, phải chấp cánh cho nó bay cao, cho nó bay xa, cho nó thấy đất rộng trời cao. Nguyệt. Dạ.
đối với nó. Hiện tình khốn khổ của người dân đang trên cổ mang trọng, cho nó được sáng sáng mắt sáng lòng, biết thế nào là ghét thế là thương. Nguyệt cả, đã từ lâu rồi em cự tuyệt anh, em xua đuổi anh, nhưng mà lần này em cho anh thỉnh thoảng anh Minh. Nếu như anh còn giữ chủ nghĩa gia đình hẹp hòi thì anh về đi và đừng đến đây nữa. Vậy thì chúng ta đặt lo cho con vậy. Anh về nha Nguyệt. Dạ, anh về. Anh về nha Nguyệt. Dạ, anh về.